Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như là chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và bây giờ sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Theo đó, vụ án mạng xảy ra vào tối ngày 19 tháng 1 năm 2015 tại huyện Du Xã, Tấn Trung, Thiểm Tây, Trung Quốc, đến nay vẫn khiến nhiều người bàng hoàng. Vụ việc khiến người ta nhớ mãi không quên, không phải vì thủ đoạn ra tay độc ác của kẻ sát nhân, mà là vì nguyên nhân dẫn đến thảm kịch này lại xuất phát từ một lý do không ai có thể ngờ tới. Được biết, vào tối muộn ngày 19 tháng 1, Công an huyện Du Xã nhận được một cuộc gọi nóng về việc gia đình ông Vương Hữu Quang bị kẻ ác đột nhập tấn công. Người gọi điện tới là con trai lớn của gia đình ông Vương sống ở gần đó. Anh cho biết tình trạng bố mẹ và em trai anh Vương Soái đều rất nguy kịch, cả ba bị đâm nhiều nhát, mất rất nhiều máu. Ngay khi nhận được cuộc gọi cầu cứu, công an lập tức có mặt tại hiện trường. Ba nạn nhân đã được đưa đi viện cấp cứu ngay lập tức. Trong đó, nạn nhân bị đâm nhiều nhát nhất là Vương Soái, con trai út năm nay mới 20 tuổi của ông bà Vương đã không qua khỏi. Ông bà Vương cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sự việc đau lòng của gia đình ông Vương khiến tất cả mọi người trong huyện cảm thấy bàng hoàng. Phía công an ngay lập tức mở cuộc điều tra theo hướng trả thù, ân oán cá nhân vì trong nhà ông bà Vương không mất mát bất cứ thứ gì nên loại trừ việc cướp tài sản. Dựa vào số nhát dao trên người và thời gian tử vong của Vương Soái, công an phán đoán kẻ ác chủ đích tấn công muốn lấy mạng Vương Soái, ông bà Vương bị đâm do vô tình xuất hiện trước mặt hắn ta. Vì theo trình tự tấn công sau khi đâm ông Vương ở ngoài sân, kẻ ác tiến vào nhà lùng tìm Vương Soái thì gặp bà Vương nên đã tấn công bà, sau đó mới đâm Vương Soái nhiều nhát. Phía công an tiến hành triệu tập nhiều đối tượng tình nghi có liên quan đến Vương Soái. Tuy nhiên, tất cả những đối tượng này đều có chứng cứ ngoại phạm và cũng không có xích mích gì sâu cay tới mức dẫn tới hành động giết người dã man như vậy. Vì vậy, cuộc điều tra gấp rút được mở rộng hơn, lần này tìm kiếm đối tượng khả nghi liên quan tới cả gia đình nhà ông Vương. Tuy nhiên, theo lời khai của những đối tượng tình nghi và theo lời của người dân xung quanh, gia đình ông Vương luôn sống rất tốt và lương thiện, chẳng thù oán ai. Dòng họ bao đời sinh ra lớn lên ở đây đều rất được lòng người dân xung quanh. Con cái cũng tu chí làm ăn, không cờ bạc rượu chè phá phách gì. Giữa lúc vụ việc rơi vào bế tắc thì hung thủ tự mình ra đầu thú khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Nhưng điều khiến người ta bàng hoàng hơn cả là danh tính của hung thủ và động cơ giết người của hắn ta. Theo đó, kẻ thù ác chính là Điền Thắng, 20 tuổi, con trai của ông bà Điền, nhà kẻ giết người chỉ cách gia đình nạn nhân 500m. Tất cả mọi người đều bất ngờ trước thông tin Điền Thắng là hung thủ giết cả nhà ông Vương. Vì từ vài năm trước, Điền Thắng đã ra ngoài thị trấn làm việc, rất ít khi về nhà. Vương Soái cũng tương tự, cả hai thậm chí còn làm khác nơi và gần như không chạm mặt nhau suốt nhiều năm trời. Vậy, động cơ giết người của Điền Thắng là gì? Qua lời khai của Điền Thắng, nguyên nhân khiến hắn giết cả nhà Vương Soái cuối cùng cũng được hé lộ. Theo khai nhận, cách đây 5 năm, vì gia đình có điều kiện, được cha mẹ nuông chiều như một cậu ấm cô chiều nên Điền Thắng muốn gì có nấy. Từ đó, hắn nảy sinh ra tính cách thượng đẳng. Do chơi với thành phần bất hảo nên Điền Thắng khá có máu mặt với đám thanh niên trong vùng. Hắn ta từng khiêu khích và cố tình hạ nhục và bắt nạt Vương Soái. Khi đó vô tình nghe tin em trai bị bắt nạt, anh trai Vương Soái là Vương Phàm đã tới đánh Điền Thắng một trận và cảnh cáo không được động vào cậu em trai Vương Soái. Không đánh lại được anh trai Vương Soái, thua đau trước mặt nhiều người khiến Điền Thắng cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hắn cho rằng chính Vương Soái đã mách lẻo mới dẫn tới việc hắn ê chề như vậy. Khi đó, hắn cay cú chỉ thẳng mặt Vương Soái và tuyên bố rằng: "Mày cứ đợi đấy, chờ 20 tuổi tao sẽ giết cả nhà mày." Khi đó, không chỉ anh em họ Vương mà tất cả những người có mặt đều nghĩ đây là một lời nói vô thưởng vô phạt lúc tức giận mà thôi. Thật không ngờ rằng một đứa trẻ 15 tuổi thực sự ôm mối thù sâu cay như vậy. Và đúng năm Điền Thắng 20 tuổi, hắn đã ra tay giết cả nhà Vương Soái như những gì đã nói. Về phần Điền Thắng, đầu thú là do chính cha hắn ta khuyên bảo hết lời. Cả quá trình khai nhận, hắn vẫn vô cùng bình tĩnh. Sau khi vụ việc được làm rõ, Điền Thắng bị khởi tố tội danh cố ý giết người. Theo luật của nước này, tội danh cố ý giết người có thể bị xử phạt tử hình, tù chung thân hoặc tù trên 10 năm tùy tình tiết vụ án.
Vụ án cho đến hiện tại vẫn chưa công bố bản án cuối cùng nên khiến nhiều người cảm thấy vô cùng nhức nhối. Nhiều người cho rằng với tội danh của mình Điền Thắng phải chịu án tử hình. Tuy nhiên, do Điền Thắng tự mình đầu thú, theo Điều 67 Bộ Luật Hình sự nước này, kẻ phạm tội đầu thú thì có thể được giảm nhẹ hoặc giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, vụ án này giết người do mâu thuẫn dân sự nên nhiều khả năng Điền Thắng sẽ không bị kết án tử hình. Một người có thể ôm mối thù hận bao lâu? Chỉ vì một xích mích thuở thiếu thời lại có thể gây ra một vụ án đẫm máu như vậy. Sự máu lạnh của kẻ thủ ác khiến nhiều người không khỏi rùng mình trước những góc tối đáng sợ của con người. Lá cây, thứ tưởng chừng như là vô dụng nhất thế gian, không ngờ lại có thể trở thành nguồn cảm hứng và nguyên liệu sáng tạo để làm ra sản phẩm khiến nhiều người chỉ còn biết tròn xoe mắt nhìn và thán phục. Thử nghĩ xem, nếu cho bạn nguyên liệu là một đống lá cây, bạn sẽ làm gì với chúng? Nếu chưa nghĩ ra được ý tưởng gì, thì hãy xem cô gái này biến đống lá cây vô tri vô giác đó thành một chiếc váy lộng lẫy, kiêu sa như thế nào nhé! Đó là ý tưởng vô cùng mới lạ và sáng tạo của cô nàng Shenji, sinh viên theo học tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hefei. Trong suốt 6 tháng, sau giờ học, Shenji dành thời gian của mình để đi nhặt lá cây trong sân trường và mang về nhà. Mọi người xung quanh đều không hiểu Shenji đang ấp ủ điều kỳ quái gì và cô thu thập đống lá cây với mục đích gì. Đến khi Shenji cặm cụi với từng chiếc lá trong phòng, vẫn không ai hình dung nổi việc làm của cô. Sau khi nhặt những chiếc lá cây mọc lan màu xanh có hình dáng và kích thước từ nhỏ đến lớn khác nhau, cô nàng bắt đầu cho vào nồi luộc cho đến khi chúng ngả màu vàng. Chưa dừng lại ở đó, cô bắt đầu tỉ mỉ nhuộm vàng cho từng chiếc lá. Hết công đoạn nhuộm thì lại sang công đoạn là phẳng từng chiếc lá. Tất nhiên không phải vài chục hay vài trăm mà có đến 6.000 chiếc lá. Sau khi đã có đủ số nguyên liệu cần thiết, cô nàng bắt tay vào gắn kết 6.000 chiếc lá lại với nhau và điểm thêm màu sắc tạo nên chiếc váy màu vàng vô cùng lộng lẫy và ấn tượng. Đến giờ thì mọi người mới thực sự nhận ra mục đích việc cặm cụi đi nhặt lá cây của Shenji và ai nấy đều trầm trồ thán phục. Shenji cô chọn lấy những chiếc lá mộc lan để làm nguyên liệu dệt vải, may váy của mình vì lá mộc lan có mùi thơm nhẹ, tượng trưng cho sự ngọt ngào, quyến rũ của phái nữ. Và đây là thành phẩm cho những ngày lao động chăm chỉ của cô nàng có óc sáng tạo tuyệt vời.